Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2015, chúng tôi đang có mặt tại Hellier County Park tại thành phố San Jose. Nơi đây có một buổi picnic hè của thanh niên sinh viên Cờ Vàng tổ chức tại đây. Và bên cạnh chúng tôi là anh Nguyễn Minh Huy, là trưởng ban tổ chức, cũng là đoàn trưởng của thanh niên sinh viên Cờ Vàng. Em có thể cho biết ngày hôm nay là lần tổ chức thứ mấy picnic hè và mục đích tổ chức cũng như là có những chương trình giải trí hoặc vui chơi như thế nào? Dạ, kính chào anh Mỹ Lợi và dạ, kính chào quý khán thính giả. Dạ, ngày hôm nay thì anh em chúng tôi có mặt ngày hôm nay cùng với sự tham dự đông đảo của quý đồng hương, quý cô chú bác và các bạn tại vùng San Jose, Bắc California. Mục đích là để có một buổi họp mặt sinh hoạt picnic hè. Mỗi năm thì anh em chúng tôi trong thanh niên sinh viên Cờ Vàng Bắc Cali đều tổ chức những buổi sinh hoạt họp mặt không ngoài mục đích là thắt chặt tình thân hữu, tình bạn hữu với nhau và cùng nhau chúng ta ngồi lại với nhau, chia sẻ những cảm nghĩ, đóng góp những ý kiến để làm sao chúng ta xây dựng cộng đồng Việt Nam hải ngoại ngày một lớn mạnh và đặc biệt cố gắng góp phần trong công cuộc đấu tranh cho quê hương, một quê hương đất nước Việt Nam được thật sự tự do, dân chủ, không còn cộng sản và vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải. Thì anh em chúng tôi một lần nữa rất là cảm kích được sự hiện diện đông đủ của các cô chú bác. Và cảm ơn, đây là một cơ hội để anh em chúng tôi được cảm ơn tất cả các hội đoàn, các cô chú bác đã lúc nào cũng luôn sát cánh hỗ trợ những sinh hoạt của anh em chúng tôi. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, anh Nguyễn Minh Huy cho biết, đoàn thanh niên sinh viên Cờ Vàng Bắc California được kết hợp bởi những anh chị và các bạn thanh niên, sinh viên thuộc thế hệ tiếp nối đã hoạt động trước khi chính thức ra mắt cộng đồng vào năm 2012 và sinh hoạt cộng đồng từ đó cho đến nay. Anh Huy cho biết thêm, các đoàn viên thanh niên sinh viên Cờ Vàng Bắc California gồm những thanh niên, sinh viên có cùng chung một hoài bão và cùng mang một tấm lòng quyết tâm gìn giữ, phát huy và bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Dạ vâng, dạ, đứng bên cạnh tôi là chú Phước. Dạ, đứng bên cạnh tôi là bạn Lê Phùng Ân. Dạ, chị Thủy, Thủy Quang. Dạ, anh Phạm Võ Thanh Danh. Dạ, anh dạ vâng, Vũ Đức Lượng. Bạn Nga, Lê Thị Tố Nga. Dạ, chị Bích Châu. Dạ, bác sĩ Jennifer Hồng Trần. Và chị Cao Diễm Đoan Trang. Dạ vâng, đó là các bạn thành viên rồi, dạ, cùng sinh hoạt ngày hôm nay. Dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì đoàn thanh niên sinh viên Cờ Vàng Bắc Cali rất là vui có một cơ hội để được tiếp đến các quý vị hội đoàn, các cô chú đã đến tham dự và ủng hộ cái picnic của thanh niên Cờ Vàng. Rồi tiện đây thì Quang Tra cũng rất là vui cùng với các bạn sẽ cùng nhau hướng về và tiếp tục những cái mục đích của hiện tại và tương lai. Cảm nghĩ bữa nay thì rất là vui vẻ, có nhiều cô chú bác, bạn bè tới đây dự picnic mùa hè này. Cũng cảm ơn các cô chú bác đã giúp đỡ vụ gắn cờ ở vùng San Jose này hồi 30 tháng 4. Tôi tên Jenny Quang, tôi là một thành viên của sinh viên thanh niên Cờ Vàng. Hôm nay tôi rất là vui mừng và hãnh diện được gặp tất cả các cô chú, các anh chị em trong cộng đồng. Và không biết nói gì hơn,
mình cầu chúc cho các cô chú được vui khỏe và vạn sự an lành. Nhiều tổ chức hội đoàn đã đến ủng hộ và chung vui picnic hè 2015 do Đoàn Thanh niên Sinh viên Cờ Vàng Bắc California tổ chức, như chị Cao Thị Tình, Tổng Thư ký Ban đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California và cũng là chủ tịch tổ chức Lương tâm Công giáo, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, ông Triệu Hà, Hội trưởng Hội Địa phương Quân và Nghĩa quân, bác sĩ Phạm Đức Vượng, Trung tâm trưởng Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, ông Nguyễn Thanh Lương, Hội trưởng Hội Võ bị cùng các thành viên, cụ Phạm Văn Tường, Chủ tịch Hội Nhân sĩ Diên hồng thời đại Bắc California và Phó Chủ tịch ông Chu Tấn cùng các thành viên, Tiến sĩ Đỗ Hùng, Chủ tịch Lido Sài Gòn San Jose Foundations, bác sĩ Jennifer Hồng Trần, Hội trưởng Hội Quảng Ngãi Bắc California và Hội phó ông Dũng cùng các thành viên, ông Lê Văn Thụy, Hội trưởng Hội Ái hữu Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Bắc California và ông Trần Đức Túc, cựu Hội trưởng cùng các thành viên, ông Phan Văn Cự, cựu giáo sư trường Quốc gia Nghĩa tử, ông Lê Văn Phúc, cựu quân nhân, thành viên Hội Yuvan, thành viên Hội Phụ nữ Hải ngoại Bắc California, ông Châu Toàn Hội, ông Nguyễn Ngạc, anh Hoàng Hải, KBC 3198, v.v. Cho bữa nay rất là hân hạnh được tham dự cái buổi picnic của Thanh niên Cờ Vàng ngày hôm nay. Và cũng xin giới thiệu với Châu là hậu duệ của Võ bị Quốc gia Việt Nam, hậu duệ 2. Xin gửi lời cảm ơn tất cả tới các Thanh niên Cờ Vàng ngày hôm nay. Chị rất là vui mừng được hợp tác hay là tham dự cuộc picnic bữa nay với các em và hy vọng các em sẽ hoạt động thật mạnh lên nha. Ta không chơi của người, ta không chơi của ta, nhưng đừng xa đi nữa, ta về, ta tắm áo ta, dù trong dù đường áo nhà vẫn ngờ, dù trong dù đường áo nhà vẫn ngờ. Chúng tôi là những thành viên của biệt đoàn Mê Linh, đến đây để ủng hộ Thanh niên Cờ Vàng, để chúng ta có một cái buổi sinh hoạt nó sôi nổi. Và chúng ta sẽ phát huy những cái tốt đẹp đến với các với những người mà không có biết về cái thành viên Cờ Vàng. Và chúng ta sẽ góp nhiều, thu hút được nhiều thành viên. Vâng, kính thưa quý vị và cũng như chào tất cả các anh chị em trong đoàn Thanh niên Cờ Vàng. Một cái đoàn do anh Minh Huy sáng lập nên nhưng mà rất là có ý nghĩa và rất là good cho tất cả anh em thanh niên trong cộng đồng riêng của chúng ta cũng như hải ngoại. Và Thái Hằng xin chúc mừng là đoàn có rất là đông người đến tham dự cái ngày vui của Thanh niên Cờ Vàng ngày hôm nay và chúc cho tương lai mãi mãi và rất là thành công. Sống vui cho trọn ngày. Buổi sinh hoạt đã diễn ra thật sôi nổi với các trò chơi vui nhộn, đã kết thúc khoảng 3 giờ chiều cùng ngày. Mỹ Lợi tường thuật từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị.